cả. Em nhìn lá quốc kỳ là em biết 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Nhìn cái tường biết là như thế nào không? Nhìn cái tường rất là xinh đẹp. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, hiện giờ 36 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng chị. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Em lớn lên tại Gia Lai, thành phố Pleiku. Mình sống ở đó lâu chưa? Dạ, nếu mà tính đến thời điểm mà lúc em tốt nghiệp thì làm ở Bình Dương tới bây giờ là được hơn 11 năm. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em thì tên là Nguyễn Thành Hòa, năm nay 40 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Hiện tại là em đang dạy ở đâu? Em đang dạy học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ạ. Chà, rồi cũng hơi xa nha. Cũng xa mấy đâu. Bình Dương thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30-40 cây, Thủ Thừa cũng cách 30-40 cây, tổng cộng gần 100 cây. 30-30, anh cộng 6 thôi, anh quốc lên tới 100. Đâu có, 40 mấy đó, tính ra là chỗ anh này tới thành phố Hồ Chí Minh phải 40 mấy cây. Rồi bây giờ vậy bạn trai nói thử coi, giả tỷ như mình quen bạn gái thì bao lâu mình hẹn hò nhau được một lần? Cuối tuần là em gặp à, tại em nghỉ thứ bảy chủ nhật không à. Cái vấn đề đi lại thì không có khó khăn thì em. Đúng rồi. Em đi sai liên tục á. Cuối tuần là cứ rảnh thời gian là xách xe đi chơi, đi tới Phú Quốc, rồi đi từ Long An tới Đà Lạt, đi Nha Trang chơi suốt. Đi xe máy vậy luôn? Đi chơi xe máy đi một mình không à. Quá dữ luôn. Bây giờ Bình Dương là gì đâu? Không có thắng cá thì không có cửa gì đúng không? Dạ. Là lên thứ bảy chủ nhật luôn. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật luôn, nếu mà bạn gái chấp nhận chứa nên em ở luôn suốt. Được không em? Ít nhất là mỗi tuần mình cũng được gặp nhau một lần. Không cần chứa thầy, thầy cứ ở gần đó luôn cũng được. Em có đứa em ở gần Biên Hòa à. Có gì về Biên Hòa mà ghé nói lên thôi. Rồi thôi, vậy là bước đầu. Cả vấn đề đi lại thì cô tư đi. Hay đi quá vậy, khỏe rồi. Anh có ưu khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là em thích trẻ con lắm, thích trẻ con nít lắm. Biết không, tụi học sinh nó ngồi nó viết bài, em ao ước làm sao không? Em bước ao ước làm sao mai mốt em có một đứa con như cái đứa học trò của em á. Vậy là dễ thôi mà. Cha. Có vợ là có con thôi mà. Dạ. Có được không? Được. Sao được? Vậy thầy có khuyết điểm gì không thầy? Cái khuyết điểm của em á là ai mà nói dối cái thứ á, hoặc mà nói cái gì mà không đúng là em nói thẳng luôn, bất cứ cái người đó là ai. Có nghĩa là bằng mặt người ta luôn đúng không? Dạ. Cái ưu điểm là em á, em tìm hiểu, em biết về lịch sử địa lý rất là nhiều. Nhưng anh chị ở đây hỏi em bất cứ biển số xe của tỉnh nào, em đọc cho biết nền huyện nào thuộc tỉnh nào, em đọc cho hết. Rồi đọc thử coi nào. Để từ Lạng Sơn tới Cà Mau đi. Rồi. Trời ơi, dạ. Thử coi nào. Biển số xe anh ơi, biển số xe 11 Lạng Sơn. 12. Anh sẽ biết 11 Cao Bằng. 12 Lạng Sơn. 13 Hà Bắc Bu. Ừ. 14 Quảng Ninh. 15 16 Hải Phòng. 15 đâu? 15 với cả 16 là Hải Phòng. À, rồi 17. 17 Thái Bình. 18 Nam Định. 19 Phú Thọ. 20. 20 Thái Nguyên. 21. 21 để em bình tĩnh. Để em bình tĩnh chút. Vậy là được rồi. Rồi vậy ha. Đọc từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thôi, Bình Dương thôi nè. Bình Dương nè. Bình Dương 61. Đúng Long rồi. An 62. Tiền Giang 63. Tiền Giang 63. 64. 64. 65 Hậu Giang. 66 Đồng Tháp. 67 An Giang. 65 Khác à. 65 là Cần Thơ. Rồi. 65 Cần Thơ. Rồi. 66 Đồng Tháp. 67 An Giang. 68 Tiền Giang. 69 Cà Mau. 70 Tây Ninh. 74 Cà Mau. 72 Vũng Tàu. Nói chung á là thầy Dĩ Linh là có chung với quan điểm là đọc số xe của các tỉnh. Dạ. Rồi mấy cả em nhìn lá quốc kỳ là em biết 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Nhìn các tường biết là như thế nào không? Nhìn các tường rất là xinh đẹp. Quá dữ. Trời ơi, ưu điểm ta dài rồi, dài luôn. Nhiều đó cho biết rồi. Bàn tay là số 1 sao rồi đó. Sao em nãy giờ em cảm thấy thế nào? Thầy này có một cái sở thích cũng giống em á chị. Em cũng thích đi du lịch lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi, mai mốt hai người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Dạ. Rồi, ưu điểm quyết định là cái gì? Mình làm lại coi. Nãy giờ mình lép vế rồi. Em thấy anh cũng hơi trùng với em tí xíu. Tức là em cũng là một người rất là thẳng tính. Nhưng mà có điều là như anh á thì anh nhận xét trực tiếp người ta. Còn em thì thường em sẽ góp ý rất là tế nhị. Thêm nữa là em là người
thích sự sạch sẽ. Không biết anh có thích sạch sẽ không anh? Anh sạch sẽ lắm. Thầy giáo mà không sạch sẽ làm sao gương được cho học sinh em. Em thích một người biết thương yêu con người. Thì trong đó anh có nói là anh thích em bé, em cũng thích em bé luôn. Anh thích bé trai bé gái anh hả? Nói chung là trời cho bé nào thì mình nhận cái đó. Anh... em cũng thích về lịch sử và địa lý. Thì như anh trình bày thì anh biết khá nhiều về các tỉnh thành, đặc biệt là biết cái biển số xe, rồi tự nhiên là quốc kỳ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là một trong những cái sở thích của em thấy nó cũng có cái sự trùng khớp ở đây. Cái điều mà em không thích đó chính là giả dối như vậy. Bên này rất ghét nói dối, ai nói dối là mặt liền. Dạ. Ai nói dối là anh nói thẳng luôn á. Bây giờ mình có cái tài gì không em? Em thì có khả năng hát chị, có khả năng kể chuyện. Rồi, bây giờ mình làm gì đó, mình biểu diễn, muốn làm gì cũng được. Dạ. Rồi. Far across the distance and space between us and... Xin cảm ơn mọi người. Thầy có biết hát không? Đối với chương trình thì bạn là cái đã hát tặng mọi người. Thì em xin hát một đoạn thôi. Rồi. Bắt đầu. Trời sẽ duyên nên khiến xui anh gặp em, cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì cũng phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Mình trải qua tình trường như thế nào rồi? Thì em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao đó. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách, sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em. Rồi là cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi, rồi là cũng chưa có nụ hôn nào hết đúng không? Dạ. Thầy sao thầy? Là em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi, tụi nói chung là tụi em không có hợp. Em cũng phải lo về gia đình cho ba mẹ. Ba mẹ khó lắm. Cái hồi đó em có phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Thì cô cũng im, cũng không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi. Về sống với vợ chồng như kiểu như cô không ấy, không có thoải mái về cái tinh thần về tiền bạc. Anh gửi tiền về cho ba mẹ là ba mẹ vui. Dạ. Mối duyên đó được bao lâu? Thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm mà. Có con chưa? Tụi em chưa có con. Dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu rồi? Chia tay được 5 năm rồi chị. Em có ngại gì chuyện đó không? Dạ không chị. Như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó để cho nó đi đến một cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập, tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, dạ, chung thủy, thẳng thắn với lại là hiếu thảo. Dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à? Thì tại vì em nói thật với anh Quỳnh Anh với cả em tuổi ngựa quá. Tuổi ngựa là nói thẳng luôn, chứ đúng không rồi. Có giấu được cái gì hết. Ngựa vậy đó. Dạ, cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó phải không anh? Dạ, thích đi du lịch lắm em. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích đi du lịch là thích đi. Là nó đi du lịch. Thích đi đi mà đi là đi giấu về nhà mới nói sau. Từ vậy. Tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra. Nhưng mà em đi là chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á. Em rất là an toàn, không có bị sao hết. Không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Lê dài 33 cây số đó. Mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó. Còn mấy người kia người ta cũng đi phượt mà người ta đi xe phân phối lớn không à. Mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là hai người chứ không còn một mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Nói chung là dễ nhìn là được rồi. Tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại, biết thông cảm chia sẻ. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ thì ít rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng lúc này ba đang sửa nhà nè. Thì có lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Mà em á, mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số đó thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về. Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào mình quen xong chuẩn bị cưới chắc ba sửa nhà xong rồi ha. Dạ. Ba sửa tuần sau là hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi. Anh có mấy anh chị em? Dạ em có ba anh chị em thứ hai.
nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Đầy đủ. Dạ, em giáo viên, thằng kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu làm bên dầu khí. Quá dữ. Đứa em gái làm bên tư pháp. Quá dữ. Đứa em rể làm công an. Rồi bây giờ anh là anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn. Có sẵn của ba mẹ kêu là mình mẹ muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài cũng được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụm được miếng. Đủ chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven ven thì cũng đủ. Nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi. Còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua rồi đúng không? 40 tuổi rồi, anh phải tích cóp cho anh ăn rồi, anh xách xe đi chơi. Không, anh không đi dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hay chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi, rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ? Không, tại vì mấy bạn gái thích ở mấy ba mẹ thì ở có nhà luôn, có sẵn luôn. Thì nhà rộng lắm, bây giờ mới lên lên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. Bây giờ vậy nè, anh ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là năm nay 65 tuổi rồi. 25 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè. Dạ. Nhà gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè, 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi. Đã bắt rễ được không? Cái chuyện đó em không thành vấn đề, cái chuyện em ở rễ hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề, nhưng mà em chỉ có một cái đi gọi là cái bạn gái biết làm sao người vợ sau này của mình đã biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên rồi, trong gia đình. Yên tâm, nhưng giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bà muốn hẹn hò. Yeah. Ly dị rồi, gãy đổ rồi, nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật. Không, em có giấy tờ chứng minh đoàn hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận, mới kêu em đi chứ mà. À. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. Có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không, không có quen ai có hết. Có cô nào theo đuổi không? À. Không có ai đuổi kia. Được rồi. Em thích á, nhưng mà chưa ai theo đuổi luôn. Em rồi hỏi vậy là biết rồi. À. Được rồi, hôm qua anh gặp bên đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. Chắc là bên đây vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kèm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha. Nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Ừ. Dạ. Dạ anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An, vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? Nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu của dạ. Thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo mà chưa có con. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi. Em nói thầy giác rồi sao nói giác trước mọi người được? Ủa? Mà nó nghe nè thầy ơi. Mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết mạnh khỏe nè. Chưa hít đất, em hít đất cho. Em sáng nào không tập thể dục. Cái chuyện hít đất với chuyện đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hít đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người hít đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài. Cái tâm lý anh, cái chị với tâm lý nó không thoải mái. Không thoải mái vậy gì? Thì về cái lúc em hỏi vậy, cứ hỏi cô á, sao không có con? Cô hay là đi khám đi. Cô ấy tức, cô nói chứ việc gì mà phải khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Thôi bây giờ một mình anh đi khám đi, là coi anh có khỏe không. Dạ thì có nhu cầu thì em đi khám. Đúng em, rồi em làm gì ha. Dạ. Bây giờ anh đi khám trước đi nghe không, bấm nút là đi khám. Dạ. Rồi về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới với mình. Dạ. Nha. Dạ. Đảm bảo 100%. Dạ hứa đi, nó là anh sẽ đẻ được. Sao đẻ được? Anh sẽ đâu mình đâu phụ. Anh sẽ làm cho em đẻ được. Cái gì sao? Phải khẳng định gì cho cổ tin chứ, sợ đẻ không được. Năm anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Hả? Được. Rồi. Nói chung là thầy rất là thoải mái, thầy rất là thiệt tình, là thật tình đó. À, em có đi với người thân không? À, dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em, với lại là những người bạn, những người em, đồng nghiệp thân rồi. Thiết của em. À, xin chào anh Huỳnh Linh, chị Cát Tường, và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. À, nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà, ok. Dạ, con cảm ơn cô. Thầy chúc con thành công đi.
Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. À, sao cô có cô xúc động quá hả cô? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. À dạ. Mà hôm nay mới đi hẹn hò. Rồi bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ, em đi với cô hiệu phó. Chào MC Quyền Linh và Cát Tường và quý vị khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường thì đi với thầy Hòa thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương, thầy rất là yêu trẻ con. Thì cái qua cái chương trình này thì chỉ mong là em và Thư á thì cứ tiến tới hôn nhân đi. Chị thấy được rồi đó. Dạ. Vậy chấm rồi đó, được rồi đó Hòa ơi. Dạ, cố gắng nha. Dạ. Ủng hộ em. Dạ cảm ơn cô. Nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Chào anh. Dạ chào anh. Không hẹn mà gặp anh. Cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim. Thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau. Dạ, anh có thích cái tựa này của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính là đúng một cái tựa đề này, em thích thử thật thà luôn. Dạ. Đạo phạm ở quê Long An á. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó không? Không, ba mẹ đi vô đây hết rồi. Như vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này luôn. Thành dân trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Anh thích đi du lịch, anh đã đi được những nước nào rồi? Không đi nước thì anh chưa có đi. Ta nói thật với em là anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh giỏi nó không phải biết mà anh tiếng Anh anh hạn chế lắm. Dạ. Đó. Còn đi miền Tây này nè, anh đi đủ hết các tỉnh rồi. À, tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần kha khá rồi anh. Cũng kha khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Ừ, anh cũng vậy đó. Anh vậy anh là hai, anh đi đó. Hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Ờ, được rồi. Còn hai người đi bụi luôn đi. Em thấy anh như nào? Dáng vóc thì cũng được, tại vì em không thích người gọi là gì ta quá mập không ạ? À? À, dạ, nhất là chiều cao cũng được. Dạ, em nói quan điểm của em mà không không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. Dạ. Không nói gì ai đâu. Thôi buồn thôi. Cho em đọc cái bài thơ đi. Em gửi vô cái bài thơ này. Em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh, xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Dạ. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che, để bù đắp những ngày ta không gặp. Câu từ của anh dù là hơi thô thiển, nhưng trái tim anh lại trái bỏng ngọt ngào. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh phi đó liền. Dạ, em cũng đang đúng chú ý đến vụ đó. Tại vì anh tuổi ngựa phóng anh cho nên là thích là phi. Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi lạo rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. À, thì em cho anh vậy. Em có được quyền ngồi không anh? Em cứ ngồi đi. Dạ. Thì cũng như lời bài hát á, tình cây và đất, anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây, sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Dạ. Yeah. Mình mong muốn điều gì? Mình nhận xét cô sao? Cô gái có gương mặt rất là Thư, có gương mặt rất là phúc hậu. Dạ. Dạ. Giọng nói rất là ngọt ngào, dễ nghe. Dạ. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu. Rồi, ok, mời xuống đây anh. Bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì chúng ta mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian.
mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Hả? Mối tình đầu đó chưa hôn bao giờ. Không được không? Không được. Hả? Không được không? Dạ để. Được không? Chắc không? Chắc. Rồi bắt đầu đi thầy. Anh xin phép nha. Dạ. Lâu lâu chút. Sao thầy? Thầy dễ thương lắm á. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng thầy và em. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Máy nước nóng Centong, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Cảm ơn anh Quyền Minh, chị Cát Tường và chị Thanh Trúc, cả các anh chị trong ban biên tập cho em được gặp bạn Thư. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Rất đơn giản thôi, không có lè lè thì ạ, ví dụ không sơn móng tay không có nhiều đó. Em nói thật, em mong muốn như vậy. Cái phù phiếm thì có thể sẽ ra đi, nhưng mà em mong rằng chân thành thì ở lại. Rồi thưa quý vị, và bây giờ Tường đã ngồi đây rồi, kế bên đã là một bạn trai đang còn che mặt, không biết có đẹp trai hay không nhỉ, nhưng mà nhìn nửa mặt thấy cũng được đó. Bạn tên gì, nói nhỏ nghe cái coi. Dạ em tên Tuyên. Tuyên đang ngồi trước mặt Tuyên là một trái tim nha, một cái cánh cửa tình yêu nhưng đang được đóng lại. Bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài mời cô bạn gái mà ngày hôm nay có duyên để hẹn hò với Tuyên vào đây. Hai bạn sẽ có ít phút trò chuyện với nhau. Tuyên đợi một chút xíu nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra. Đó, đảm bảo là nãy giờ chưa ai thấy ai hết nha. Rồi chào chào Tuyên, bây giờ Tuyên giới thiệu lớn lên để cho bạn gái bên đây nghe. Rồi ưu tiên bạn. Xin chào chị Thường cùng bạn gái. Hôm nay là Tuyên rất vui được tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi Tuyên quê ở đâu? Dạ Tuyên xin giới thiệu, Tuyên là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Tuyên năm nay 37 tuổi. Chà, 37 tuổi mà trẻ dữ. Được. Trẻ. Mình vào đây lâu chưa Tuyên? Đang làm công việc gì? Dạ em vô đây cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Hiện tại em làm bên ngành kinh doanh bất động sản. Rồi, tới phiên em giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, bạn nam cùng ăn trưa hôm nay và các bạn đang xem trên kênh YouTube MCV Media. Rồi. Em tên là Kim Phụng, em sinh năm 88. Hiện tại em đang công tác cho một chi nhánh ngân hàng Agribank. Và bộ phận hiện tại đó là em đang làm tín dụng. Quê em ở đâu? Em là người ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, và Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, mình nói một chút xíu qua những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe. Ưu điểm của Tuyên thì vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng. Nói chung sống hết mình vì những gì mình cảm thấy là phù hợp và đáng làm. Còn nhược điểm thì Tuyên cũng hơi nóng tính, và thì giọng nói cũng hơi khó nghe. Em thấy nãy giờ khó nghe không? Nghe được chưa? Dạ nghe được ạ. Nghe được rồi, nói chậm lại xíu là được. Có cái tật xấu gì không? Thì nói chung em chỉ có là hơi cùng hơi nóng tính, hơi cầm nhầm một xíu thôi. Còn em, em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em đó là hơi ngủ nhiều một chút với lại hơi lười một chút ạ. Hơi ngủ nhiều, hơi lười. Nhưng mà em thấy những cái điều đó hình như là những người thông minh. Những người thông minh đúng không? Phải không? Dạ chắc cô ấy thông minh. Chắc chị cũng vậy. Thôi mình nói vậy, lúc mình rảnh rỗi thì mình muốn được như vậy, chứ còn khi có công việc thì mình làm hết mình đúng không? Dạ. Rồi, tình trường. Tình trường em có một mối tình cách đây một năm ạ. Với lại bạn trai cũng quen nhau qua mai mối ạ. Tụi em đã đính hôn rồi, nhưng mà lúc mà tiến đến hôn nhân thì có một vài trục trặc, cho nên là hai bên đã hủy ạ. Hủy luôn à? Là mình đã chia tay được bao lâu rồi em? Dạ một năm luôn. Em có thể cho biết cái nguyên nhân chính? Nguyên nhân chính đó là tại vì khi yêu em nghĩ là một cái gì đó nó màu hồng hơn. Rồi đến khi mà hôn nhân thì có nhiều vấn đề
phải giải quyết hơn. Thì lúc đó hai người đã không có những cái tiếng nói chung, cho nên là em quyết định. Nhưng mà trước khi đi đến cái quyết định mà đính hôn với nhau, là hai bạn tìm hiểu nhau trong thời gian bao lâu? Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau cũng khoảng mấy tháng. Chắc là có lẽ hơi bị vội quá đúng không? Hơi nhanh. Mà thật ra đó cũng là một cái để mình rút kinh nghiệm, để cho cái lần sau thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Cố gắng chúc em may mắn lần sau, cũng có thể là lần này nè. Chắc lần này. Chắc lần này. Thế còn Tuyên? Dạ em chia sẻ, em nói chung là cũng có trải qua ba mối tình. Ba mối tình? Dạ, đầu tiên thì thời học sinh sinh viên á, cũng quen nhau một thời gian nhưng mà cũng không tới đâu. Thôi thời đó bỏ đi, cái mới nhất sau này nè, cái thì, là sau đó. Mối tình cuối cùng sau này thì tụi em cũng quen nhau được 3 năm. 3 năm? Dạ. Thì bạn ấy sinh năm 89, quê ở Cà Mau. Cà Mau luôn. Dạ đúng rồi, cái thời điểm đó thì em cũng hai người cũng tính đến, nhưng mà do vì cái vùng miền mọi thứ á, rồi hai gia đình nói chung là cũng có nhiều cái sự bất đồng, không đến thống nhất được với nhau. Thì sau đó bạn của em mình là đi du học ở Nhật. Đi du học xong là mình chia tay luôn hay là vẫn còn liên lạc? Dạ chia tay luôn ạ. Thế bây giờ tụi em muốn tìm một cái người bạn trai mình là người như thế nào? Em chỉ mong muốn một người bình thường thôi, nhưng mà biết chăm lo cho bạn gái của mình, hoặc là có trách nhiệm với gia đình. Tiền bạc hay là những cái vật chất hay là những cái phù phiếm thì có thể sẽ ra đi, nhưng mà em mong rằng chân thành thì ở lại. Em mong muốn điều gì ở người bạn đời của mình trong tương lai? Thực chất thì em mong một người bạn gái nói chung là sống rất đơn giản thôi, không có lè lẹt gì cả, ví dụ không sơn móng tay, không có đó là em nói thật, em mong muốn như vậy. Thì cái sở thích của mọi người thì nó cũng khác nhau, cũng thích là người đó cũng có một làn da trắng, rồi làm ở công sở văn phòng. Nói chung là bạn ấy thích một cái mẫu người trái ngược lại với chị Tường á. Chị thấy em phù hợp rồi đó. Em cho chị mượn tấm hình của em coi. Em diễn tả cái mẫu người bạn gái của em về ngoại hình em muốn như thế nào? Em mong muốn thì nói chung là chiều cao khoảng tầm 1m55 trở xuống, tóc dài, khuôn mặt nói chung đúng tái xoan, không có mập quá. Đây, em hãy tìm cô gái ấy trong số những người này. Thật chuyện. Em muốn tìm người bạn trai thì sao? Hơi mạnh mẽ với lại nam tính, lại chỉnh chu một chút. Trời ơi, cái gì mới mốt lửa, hình dài người thôi, cái gì một nùi vậy, làm sao mà nhận ra ha. Đây, xin mời em hãy tìm người yêu của em ở trong mộng. Người ta nói mà, ở trên đường đời nó tới vạn nẻo đường. Hãy tìm đi em. Nói chung em thấy trong hình này thì em ấn tượng người này. Em rất ấn tượng người này. Người nào? Người này là người ôm hoa. Em ấn tượng người nào em? Em không ấn tượng được chị ơi, nhiều quá, nguyên một tốt rồi. Thôi bây giờ vậy, để cho đối phương dễ dàng nhận diện hơn nữa, mỗi người hãy nói 3 từ về bản thân mình để cho bên kia có thể nhận ra. Em cắt tóc ngắn. Rồi gì nữa? Mặc áo màu sẫm đen. Cắt tóc ngắn, áo sẫm đen, cái nữa. Vậy là đủ rồi đó. Hai cái vậy thôi hả? Rõ hết rồi. Em cho ảnh gợi ý lại cho anh tìm cái em về em coi. 3 từ để gợi ý về em cho anh tìm em coi. Có mắt kiến ạ. Mắt kiến rồi gì nữa? Em không nhớ tấm hình đó lắm, nhưng mà em thấy giống mọi người lắm. Nói chung là em tìm đi em. Chỉ biết cô ấy có đeo mắt kiến thôi. Vậy là đúng người lúc nãy rồi đó. Đúng người lúc nãy rồi hả? Tự tin quá. Được rồi, em đã đoán đúng. Bên đây hả? Tìm chưa? Tìm ra chưa? Thôi em đoán đại. Đâu? Thấy hả? Dạ. Gần đúng. Thôi được rồi, bây giờ muốn biết đúng hay sai, có thể chúng ta sẽ mở tấm rèm tình yêu này ra để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Rồi hai bạn hãy tự kiểm tra lại nhé. Bây giờ mọi người cứ tạm thời giữ cái hình của đối phương đi. Và bây giờ vài phút quan trọng, các bạn hãy xem cái linh cảm của mình nãy giờ có đúng hay sai. Chào bạn. Dạ chào anh ạ. Nhìn lại hình đi hai bạn ơi. Dạ mém đúng ạ. Mém đúng. Em sai lắm luôn đó. Sai chứ gì nữa. Còn nghe bà đeo kiếng mà. Phải không? Ừ. Ủa em có đeo kiếng hả? Hình như lúc đó em thấy kiếng. Cô tổng lao dễ sợ. Trời ơi trời. Thôi hai bạn chào hỏi nhau đi, chào hỏi nhau vài câu đi nè. Nói chung hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình và được trực tiếp với bạn mà mình mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay á. Thì hôm nay mình thấy bạn nói chung là rất ấn tượng, mình cảm thấy cái mẫu người mình cũng rất là thích. Chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nha.
Đây, bây giờ chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ. Bây giờ trong đây trên tay chị là cầm một cái sắp bài. Ở trên này là có mỗi một cái tờ cái lá bài như vậy, có một cái yêu cầu trên đó. Bây giờ bạn nào bóc trúng không có được, tại vì cái quy định nó vậy rồi. Đưa tay qua đi em. Dạ hả? Thôi cảm ơn, nói chúng ta là đi. Hãy hôn tay người đối diện, đưa xa ra để cổ khỏi mất công của chồng. À, tức là em phải đưa tay qua cho cổ. Em đưa tay qua cho bà đúng không? Bà bạn phải hôn tay em, cho nên là em phải đưa dài ra. Em ơi, anh đưa tay rồi. Tay chị. Ủa, đã nãy nó có chơi có chịu mà tôi đâu có biết đâu. Hai cái đồ thon thì không sao. Không được, không được. Quy định như vậy rồi. Đưa cái tay sẽ đang xì lì qua. Anh vậy cho em bắt tay đi. Em bắt tay là em sẽ cảm nhận. Không có được. Phải hôn. Chơi có chịu đi. Cọ cọ vô cái lông rồi vô râu nhột dữ nữa. Cảm nhận như thế nào? Tay rất là rám nắng và mạnh mẽ. Thích không? Em cũng chịu. Em cũng chịu. Thôi như vậy được rồi. Bây giờ là hẹn hò ăn trưa mà, cho nên phải ăn đúng không? Bây giờ Tường đã có order sẵn đồ ăn cho mọi người rồi. Hôm nay là Tường có gọi, tại vì mình ở đây quán cà phê, cho nên là để tiện lợi cho những cặp đôi yêu nhau mà nhanh lẹ ăn xong mình đi coi phim luôn, lên rạp Cinebox coi phim luôn. Chị sẽ gọi thức ăn nhanh ở quán Mr. Steak ở ngoài 119 Đề Thám, gọi đến đây rồi. Bây giờ chị đem lên cho các em ăn. Ăn xong rồi mình trải nghiệm món ăn nó như thế nào, rồi mình sẽ tiếp tục trò chuyện. Rồi, và đây trên mặt hai bạn là món ăn có tên gọi là cơm bò sốt cay Hàn Quốc. Đó, của món Mr. Steak. Cái món này là cái món Tường khoái khẩu nhất đó. Mọi người có thể gọi số điện thoại là 028 627 54069. Chỉ cần 15 phút sau đồ ăn sẽ đến tận nơi để cho chúng ta ăn. Thưởng thức đi em. Mời em đi em. Dạ em mời anh. Thôi thì bây giờ ta sẽ đi ra ngoài. Tường sẽ cho hai bạn 15 phút ngồi ăn và trò chuyện với nhau nha. Tạm biệt ha. Một chút xíu quay trở lại. Cái khẩu vị của em ăn, em thường ăn theo hình thức là ngọt hay là vừa hay là mặn em? Em ở trong miền Nam cho nên là ăn những cái món ăn thì dễ ăn thôi ạ. Là cái món nào thì em cũng ăn được ạ. Nhưng mà hình như là anh là ở miền Trung đúng không ạ? Đúng rồi. Miền Trung thì em thấy là hình như là thích mặn hay ngọt. Hình như thích mặn đúng không? Đúng rồi, thích mặn hơn. Nhưng mà anh thì nói chung ăn uống thì dễ ăn thôi. Mình vừa ăn vừa nói chuyện đấy, không sao đâu. Nói chung là trao đổi mình. Nói chung hôm nay thấy tham gia chương trình này á, thấy vừa ăn ở đây cũng nhận cũng thấy ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên thiệt luôn á. Dạ. Anh có câu gì hỏi em không? Thực chất thì anh cũng muốn thấy cái phong thái của em có cái tưởng nó tốt đó. Nói chung sau này rất tốt phía sau, anh thấy như vậy đó. Cái tưởng người á, không cái tính cách, cái nói chung mọi người thì mọi phương trời do giờ gặp nhau, nói chung là cái sự đồng điều nói như thế nào cũng chưa biết được. Thật chất mà nói. Anh làm bên bất động sản hả? Là nó là công ty hay là... Để anh có công ty. Để nói anh làm nói chung cũng về dịch vụ chủ yếu rồi. Rồi các tìm các quỹ đất cho các nhà đầu tư phát triển dự án đó. Thì em cũng làm bên mảng đó, thì mai mốt có gì mà em cần tư vấn về đất đai hay gì em có thể liên hệ với anh không? Ok, rất vui được làm quen như vậy đó. Hợp tác. Dạ. Còn vậy thì hiện tại bây giờ em ở thành phố hay là đi làm mà về đến đấy? Em đi làm là em đi bằng xe buýt. Em cứ đi đến chỗ làm xong rồi chiều thì đi về. Ủa sắp Tết rồi anh có về nhà không? Anh thì có đặt vé rồi. Thế mà? Ừ, đặt vé cách đây hơn một tháng. Nếu mà gặp em sớm chắc anh cũng đặt vé rồi. Hoặc đặt thêm vé đúng không? Mời em về quê Hà Tĩnh, miền Trung đi chơi cho Tết biết nè. Nếu em không kịp. Vậy Tết này em đi luôn được không? Ok em. Trân trọng mời luôn. Xong rồi. Sao rồi, ngon không? Dạ. Hồi đó giờ ăn món này lần nào chưa? Dạ lần đầu tiên á. Cay không? Cũng không cay lắm. Nhưng không cay lắm. Hơi ngọt một xíu. Hơi ngọt. Dạ.
Rồi em thấy mùi vị như thế nào? Em thấy cũng dễ ăn, với lại em thích món bò. Thích bò? Cái bò nó mềm mềm, nó thơm, nó ngon đúng không? Tôi nhắc bạn một điều quan trọng luôn á. Bạn còn quên một điều quan trọng lắm luôn á, ráng nhớ lại coi. Nhớ nhưng mà giờ lỡ rồi chắc. Lỡ rồi thì cũng phải làm chứ. Ăn đi. Hoa luôn thế. Mày xin đẹp chị. Trời ơi, còn chờ đợi gì nữa. Anh tới tham gia chương trình thì nói cũng có món quà tặng cho. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn khỏe mạnh và thành công trong lĩnh vực công việc. Dạ em cũng cảm ơn anh. Em cũng rất là vui khi mà được gặp một người bạn như anh, với lại mà cùng một cái ngành nghề nữa. Anh cũng có thể hỗ trợ em sau này nữa. Em chưa có cho bắt nắm gì đâu, về chỗ đi. Tôi chưa có cho nắm gì đâu. Mà nắm hồi nãy kêu hung tay thì không chịu hung, bây giờ tràn qua nắm tay. Không phải đấy. Ví dụ mà em thấy đồng ý thì em muốn tìm hiểu bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là chắc khoảng 1 năm ạ. Khoảng 1 năm. Em thì thấy như thế nào? Em thì em quan điểm là khoảng tầm 3 tháng được rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là hai người đều phải trải lòng, tức là phải chia sẻ thật sự á, chân thành. Chị sẽ cho em một cái ưu tiên, cho em bóc một lá bài lại, em đồng ý không? Lần này hên xui mới rủi nha, bóc cái gì phải làm cái nấy nha. Ok, mời em. Đỏ nha chị. Rồi đỏ đi cho nó hên. Đọc lên, lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Ví dụ như em chụp hình đó, em làm gì cho nó đẹp, cho nó dễ thương. Hoặc là em nhõng nhẽo gì đó với ảnh thử coi. Anh thấy em vậy là được rồi. Ok, tuyệt vời em. Tuyệt vời em hả? Rồi. Ok, thôi bây giờ tôi nghĩ là cũng đủ thời gian để mà trò chuyện rồi. Bây giờ chốt lại, mỗi người có thể nói với nhau một câu để tỏ tình, hay để thể hiện cảm xúc của mình, hay nói lên suy nghĩ của mình, hoặc có thể hát, đọc thơ hay là một cái món quà gì đó tặng cho đối phương trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Thực chất thì em cũng thích âm nhạc, nhưng mà em ít khi mà hát hò lắm. Vậy thì em nói. Anh cũng rất là vui và gặp được một người bạn gái như em. Thật sự là anh cũng rất là hài lòng. Và anh cũng hy vọng rằng là chúng ta có những cái kết nối về sau này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Theo quan điểm của anh á, thì để đi đến được một tình yêu á, đầu tiên là phải có cảm xúc. Mà anh thật ra anh vẫn có cảm xúc với em. Thật sự nói. Em gái muốn nói gì với ảnh không? Ảnh không hát được, vậy để em hát. Rồi. Mời em. Em sẽ hát 2 câu thôi ạ. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không xoa phai nhòa. Ok, về hay em, nội dung của anh. Có hiểu được nội dung của câu hát không? Tự nhiên là anh cảm giác là em một người con gái nói chung cũng chịu một cái số cái cảm xúc rất là lớn. Trong một nơi thì nói chung là hy vọng là em sẽ sớm giải thoát cái vấn đề đó để tiếp tục một cái vấn đề mới. Rồi, chúc mừng hai bạn, về là quá đủ rồi ha. Bây giờ tôi muốn hai bạn hãy nhắm mắt lại, đặt tay vào nút bấm. Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn hãy đưa ra quyết định của mình. Nếu các bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, hai người sẽ cùng nhắm tay nhau ra về. Nếu như các bạn không bấm nút hẹn hò với nhau cũng không sao, hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hai bạn vẫn sẽ có cơ hội lần sau, vì các bạn sẽ được tặng một cái voucher để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò offline để tìm kiếm một nửa của mình. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai bạn, đứng lên thôi. Nào, bây giờ qua đây. Bây giờ mới được chính thức nắm tay nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn khi đã bấm nút hẹn hò với nhau, đó là một cái vé xem phim tại Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng hai bạn. Ăn no rồi, bây giờ chúng ta có thể lên tầng trên để xem phim. Những bộ phim rất hay và rất lãng mạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc mừng hai bạn. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, các thường xin mời hai bạn nam xuất hiện. Wow, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Wow, trời ơi, lĩnh khỉnh ha. Nhà trai đã đến rồi thì nhà gái còn chần chờ gì nữa. Giờ mời hai mỹ nhân bên nhà gái. Hai bạn nam hãy nhìn về phía ống kính. Wow. Cô gái ngồi cái vị trí ghế màu đỏ
Bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thanh Xuân. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Quê Thanh Xuân ở đâu? Dạ hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu lắm rồi chị. Nói cho em biết nha Thanh Xuân. Em giới thiệu vào bên đó, nhưng bên đây có một người hơi tay chân hơi quíu quíu. Một người cũng ngồi cùng cái chiếc ghế màu đỏ với em. Có gì đâu, lấy tay đe che lên ngực, rớt tim ra ngoài hay gì. Rồi giới thiệu đi cưng. Dạ xin kính chào Cát Tường, anh Đạt. Em tên là Phạm Phi Hòn. Em là con của tỉnh Đồng Tháp. Vậy là lên đây ghi hình thôi chứ còn mình vẫn ở dưới Đồng Tháp. Dạ đúng rồi. Rồi chừng nào về? Chắc đây đi xem phim với bạn nữ mới về chứ. Đi xem phim với bạn nữ mới về. Đúng. Wow. Mà đặt mục tiêu rồi lớn dữ ta. Có bấm nút mới được xem phim chứ không bấm không có được xem phim đâu nha cưng nha. Nhưng mà giờ Hòn đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên thu mua cho một công ty lúa gạo. Dạ. Hello em trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, chị Cát Tường ạ. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có nói bữa chung trưa là lành mạnh. Nói chung là ba miền, miễn đồ ăn dạ, mọi nơi miễn dạ. Là tốt cho sức khỏe. Dạ dạ đúng không? Rồi, quán ăn hả? Đầu bếp đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ có người đặt trước rồi xong ở em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên Tô Thị Thanh Hiền. Em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ em không biết coi bói đâu nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng rồi. Đi rồi nó tốt mà. Hợp màu gì không? Em đi một về hai. Em nghĩ tùy duyên á chị. Tùy duyên hả? Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay Tùng xuống đây với ai? À, đi quay hình với ai? Dạ hôm nay em chỉ đi được một mình thôi ạ. Dạ sao vậy, không có ai theo ủng hộ tinh thần vậy? Có cố gắng mà không ai sắp xếp được ạ. Vậy hả? Rồi còn Hòn đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Em họ, rồi em gái đó ha. Hello em, chút xíu mình giao lưu với nhau nha. Ok, rồi bên họ nhà gái. Dạ em đi với một người bạn thân của em. Bạn gái đang ngồi ghế đâu. Bây giờ tới em. Dạ em đi chung với mẹ, con trai và lớp trưởng học chung cấp 3 của em. Trời ơi dắt thì theo tới 3 người lận có người. Có ai đi theo hết. Một người. Ủa, dắt theo tới 3 người. Tôi là bà, cũng là bà mai bà mối, tôi sẽ làm đại diện, tôi ủng hộ tinh thần. Bây giờ Tùng. Một mình chị soi nổi 3 người dưới không? Được hết trơn á. Bây giờ nè, ưu tiên cho Tùng, ta không có người nhà đi theo nè. Là rồi. Tùng ngồi ghế màu xanh nha quý vị. Tùng ơi, bây giờ em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là em biết nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì chắc em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì chắc là hay quên lắm. Có nào nấu đồ ăn quên nêm nếm không? Chị ơi. Dạ cũng nhiều khi anh hay lên muối rồi. Nhiều khi anh hay lên muối rồi. À vậy á. Dạ. Chị biết là hay quên hả? Bên kia làm sao? Em giỏi về kinh doanh. Với lại em thích hát. Không, anh thấy điểm mạnh là như là coi phong thủy. Phong thủy là kinh doanh của em đó ha. À, đó là cái kinh doanh của em đó hả? Mà. Dạ đúng rồi. Mới nghe ha, thích hát kìa. Mà cái người thích hát là thích hát có nhiều người nghe. À là mình phải làm liền luôn. Đúng hả? Rồi, làm liền. Làm liền luôn đi em ơi. Vỗ tay quý vị ơi. À, vậy thì em xin hát đoạn thôi của bài Tuổi Mộng Xứ Đông ạ. Anh ơi anh khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Em vẫn mong phố đông người xanh bước bên cạnh. Sao
Tùng, sao Tùng? Dạ em rộn ràng ạ. Rộn ràng hả? Rồi. Một khúc như nhắn nhở quá, nhiều điều lắm á, tình như sợi tơ đồ nhưng mà vẫn mơ mộng là sánh nước bên chàng á nha. Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Tức là cái đó mà không hợp ý mình á thì không có thể ép em được. Ví dụ như A là phải A chứ không phải A là A phẩy được hả? Dạ, cái đó đúng là đúng, là sai là sai, chứ không có thể nào mà đúng mà mình có thể cho qua được là không được, mà sai mà cho qua cũng không được. Trời ơi, bướng. Cái này giống chị Tường hay Tường ha? Chị đâu có khóc đâu, chị đâu có khóc đâu. Rồi, chị đâu có khóc, chị mạnh mẽ khóc, dạ. Bướng đã, quậy đã, ghẹo đã, rồi cùng khóc là không được. Điểm yếu đúng không? Dạ. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc, tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Nói chứ tôi khóc đêm khuya không mà mọi người đâu có thấy được đâu. Ôi chị nói câu đó tự nhiên ta cũng khóc luôn kìa. Khóc hả? Kẹo ơi, chi vậy? Ủa khóc rồi hả? Gì mà mau khóc rồi đó. Dạ hơi rưng rưng. Trời ơi trời. Sao sao có thích người phụ nữ mong manh dễ vỡ dễ khóc không? Dạ chắc cũng có. Chắc cũng có hả? Rồi rồi ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Hôn quá à. Hôn quá à. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dỗ dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Ok rồi, thế giờ còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nghe kìa, điểm mạnh điểm yếu kìa. Anh Hòn này nghe, này nghe thân xưng. Dạ. Chắc có lẽ là cũng biết chút chút nấu ăn. Biết làm mồi nhậu. Biết làm mồi nhậu, mồi nhậu dữ không? Cũng có chút thôi chị. Chà, cũng khá. Mấy lon? 6 lon. À, bên kia biết nhậu không cưng? Dạ em cũng có chút chút. Mấy lon? Tầm 3 lon. Đưa em đi nửa chặng đường, nửa chặng còn lại. Dạ. Nửa chặng còn lại anh đưa, còn lại anh đưa. Ờ đúng rồi. Khuyết điểm của em thì không biết ăn cay. Không biết ăn cay. À, có xíu nông tính. Kiểu như em không thích nói dối. Cực kỳ. Đôi khi mình biết mình bị gạt thì mình làm gì người ta? Giận. À giận thôi hả? Cho tưởng nó quýnh hay là gì chứ giận thì cũng bình thường. Rồi thôi cũng được, không ghét có đến nỗi nào. Đây, sao? Điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì em có thể nấu nướng. Nhưng mà thường thì ở nhà em nấu mình em ăn. Có là điểm mạnh em luôn hả? cái này là dũng cảm đó. Ủa nó nghe nè, nếu vậy sao em biết em nấu ăn ngon vậy Sơn? Dạ em nấu ăn cho mọi người bên ngoài ăn thì ai cũng khen ngon. Nhưng mà riêng người nhà em á thì do cái khẩu vị không hợp á. Rồi nhiều khi bột của nhà không có thiên á. Dạ đúng rồi, có thể vậy. Cái điểm yếu của em là em rất là cọc tính. Rồi em rất là nóng. Khi mà em mất ngủ em mới như vậy. Còn bình thường thì em không như vậy. Em rất là vui vẻ hòa đồng. Hôm nay em có bị mất ngủ không? Dạ cũng có chút chút mà anh. Cũng có chút chút mà anh. Có chút chút mất ngủ nha. Hòn ơi có chừng dạ. Phi Hòn là hồi bị phi đau á Hòn ơi. Về bên đây nãy giờ uống tim rồi. Hòn nó dịnh tim hoài. Nó sợ rớt ra ngoài kìa. Bây giờ vô cái tình trường đi. Chị đang tò mò với thằng bé ngồi dưới á. Bên đây bên đây. Đây bên đây nè. Cô gái bên đây coi phong thủy nè. Bé dưới là con trai em. Trai em. Dạ. Vậy là em em ly hôn với ba Ken cũng được 7 năm. Vì sao mà hôn nhân của mình không được mỹ mãn? Vì sao hả? Em thật ra là tụi em như bạn bè vậy đó anh. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó? Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ba Ken sẽ bác bỏ đi vậy đó. À. Dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết sao nhưng em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để
xem lui thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình ấy, mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc hết. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại, em hỏi từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại này hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn, cái em bảo mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ, khóc khóc cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, bên không đây giải cũng đang quyết muốn được khóc gì rồi là tôi muốn nói mấy câu được rồi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Chết cha rồi, chết cha đang muốn khóc khóc rồi Tường ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không ạ. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Nhưng mà coi chừng bên đây ngán bên kia cái vụ không lý do. Em cũng khóc không lý do, hơi mệt à. Hồi nãy là hay khóc quá đó. Sợ không? Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Dạ cũng em cũng hơi rung rung. Hơi rung rung à. Rồi ngồi suy nghĩ chút đi, tôi chuyển qua cặp đỏ. Anh Hòn, tình trường anh sao anh Hòn? Em cũng là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Rồi có con chưa? Em có một bé trai. Bé trai luôn, mấy tuổi cưng? Gần 2 tuổi. 2 tuổi, giờ bé sống với ai? Hiện tại bé đang ở với mẹ chị. Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu mình chia tay? Tụi em kết hôn được gần 3 năm. Vợ cũ em á là không muốn sống ở gia đình của em. Coi như là làm dâu á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Đưa ra những cái điều kiện có lẽ em không thể chấp nhận được. Bởi vì em là người sống thiên về gia đình. Có nghĩa là tình cảm em cần một cái gia đình đầy đủ các thành viên. Em muốn có ba có mẹ ở chung nhà. Nói chung là em muốn là vợ qua ở là làm dâu. Dạ. Mà vợ không muốn. Cũng không phải là làm dâu gì. Tại vì toàn đi làm xa không à. Ừ. Đi làm với nhau thì lâu lâu về thăm gia đình như đó. Cổ là người chủ động. Em cũng suy nghĩ cũng tôn trọng quyết định. Tôn trọng quyết định. Em buồn hơn một cái là khi mà em rất thích con nít qua thăm con, ông bà ngoại bé những người còn ngăn cản, thậm chí những cái vật dụng em mua cho con em thẳng tay quăng. Thôi bây giờ chuyện cũ nó qua rồi. Nói chung là đây tôi nghe sơ sơ là cái bóng dáng kiểu như là cũng cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cũng có vấn đề ở trong này. Em sao? Hiện tại em cũng có một bé gái 3 tuổi. Khi con em 6 tháng là chồng em tự động rời bỏ ngôi nhà chung. Rất đồng cảm với các bạn nữ, nhưng mà nguyên nhân sao ly hôn? Dạ nói chung là nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, với lại là chồng em không có trách nhiệm. Từ khi mà ảnh đi á là con em 6 tháng cho tới thời điểm này con em 3 tuổi thì ảnh không cho con em được một hộp sữa. Lừa dối em rất là nhiều, không rõ ràng về tài chính. Tới thời điểm nhà 3 tuổi là quyết định không cho con em gặp chồng em, không cho nhận chồng em luôn. Một mình em nuôi con em. Đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Thôi cùng đồng cảm với các bạn nha. Cố gắng lên. Rồi mọi thứ nó phải qua một cái trang mới nha. Cố lên, cố lên. Dạ, cố lên, thiệt tình. Bốn người ngồi trên đây, bốn cuộc đời gian dở. Phải rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm để cho những cái mối tình sau khi mình đã quyết định thì nó phải chắc chắn hơn nữa. Nè em. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Là tâm lý một tí là được. Bề ngoài thì sao? Dạ bề ngoài thì dễ nhìn tí. Dễ nhìn đó. Thiệt, dễ nhìn. Quan trọng là cái người thân người ta đi theo nè. Ta có con trai đi theo. Mẹ có chịu mà con trai không chịu thì cũng vậy thôi à. Phải không con? Con tên gì con trai? Đẹp trai quá. Dạ chào. Dạ, chào cô Cát Tường. Cô Cát Tường và chú Minh Đạt. Và được chào rồi. Tất cả các vị khán giả. Con tên là Lưu Hùng Quân. Con là con của mẹ Hiền. Trời ơi quá dữ. Quân ơi hôm nay nãy giờ con ngồi đây là con biết mẹ con đang làm gì trên này không? Dạ biết. Làm gì vậy? Dạ tham gia chương trình. Tham gia chương trình để làm gì? Để kiếm cái gì?
Không biết rồi. Không biết gì rồi. Mẹ có nói con không? Để kiếm bạn, kiếm bạn về chơi với con cho vui, được không? Nếu mà có một người nữa về chơi với con rồi đưa con đi học rồi phụ mẹ, con chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà người bây giờ nhiều lắm, giờ con phải chọn. Con là người đàn ông trong nhà, quyết định con quan trọng lắm. Bây giờ con đừng sợ, nhìn mặt của Tường không sợ gì hết. Dạ con thích chú màu xanh. Thích chú màu xanh. Tại sao thích? Thích cái gì? Dạ tại vì con thấy chú đó hợp với mình. Hả? Hợp chỗ nào? Của Tường có thấy hợp gì đâu. Tại vì chú màu xanh nấu ăn. Chú màu xanh nấu ăn. À thấy chưa? Trời ơi. Chú màu xanh thở dài luôn. Chú màu xanh có kiểu tóc giống con. Con thích ăn món gì nè, để mẹ, để cô Tường kêu chú nấu cho con ăn nè. Dạ con thích ăn dạ cơm cuộn Hàn Quốc. Wow. Oh. Sao nè? Được ngay á. Con thích ăn trứng không? Trứng luộc, trứng chứ. Trời ơi, chú biết ý con. Chú có đem trứng cho con ăn luôn á. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. Khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô giờ có nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu, anh ở nhà đón con giùm em, rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á. Thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Thế tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt, dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tùy duyên do con cô chọn đi. Cho đi cô này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dừa cũng sợ đó. Bữa nay cái học bài mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn hả? Đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau, giờ biết chọn ai trời. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. Vậy cô chọn hả? Chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ thì chị nãy giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cổ chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc rồi rồi, ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi, em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dỗ dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Rồi nên cổ thấy không ổn, cổ chọn qua anh màu đỏ, cổ cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Khanh Xuân. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em một cái đầu, hơi tròn tròn. Hơi tròn tròn. Cao cái đầu hơi tròn tròn. Bia mà sáu đòn mà không tròn sao được. Hay ta. Rồi sao nữa? Chắc bạn nó giống giống anh á, tóc giống anh. Hay quá. Có râu không? Dạ không. Hay quá ta. Không cần đẹp trai, em không cần Hàn Quốc này thế kia. Em cần tâm lý thì có thể về mình tìm hiểu và bổ sung sau. Nhưng hai cái tiêu chí có nhất định phải có người đàn ông là phải có ý chí phấn đấu cho tương lai và trách nhiệm trong cuộc sống giữa vợ chồng thôi. Có cái gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông nhầy á, lầy á. Nhầy, lầy. Lầy lội. Ê nhậu xỉn có lầy không? Ăn nhậu lầy lội à. Dạ. Không, bữa nay xỉn nó ngủ à, không có lầy đâu. Rồi bữa nay là Cưng đi với ai? Thanh Xuân. Dạ em đi với Vĩnh Hạnh là bạn thân của rồi. Em rồi bây giờ ý kiến đi Cưng. Em thấy anh ghế đỏ thì có giọng nói ấm, và em nghĩ là anh là người sống tình cảm thêm gia đình. Còn anh ghế màu xanh thì em thấy là anh là có khả năng nấu nướng. Thì Xuân nó rất là đam mê về ăn uống, nên em thấy là cũng hợp phần này. Với lại anh cũng chăm lo cho con á, nên là em nghĩ là anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Hai anh thì em thấy là ai cũng được. Được. Nhưng mà nếu mà xét về vị trí địa lý á,
thì anh ghế đỏ hơi xa, còn anh ghế xanh thì anh đang ở Sài Gòn, nên là em nghĩ là nếu mà được thì anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi đó, ít nhất là người ta cũng ngồi người ta phân tích kỹ lưỡng vậy đó mới được. Rồi ok, rồi em gái bên kia là đi theo anh Hòn đúng không? Rồi em ý kiến đi, chứ bên đây là chị Tường bảo kê, bên này không có người thân, chị là người thân của em, yên tâm. Em nghiêng về chị Xuân hơn. Nghiêng về chị Xuân hơn ha. Xuân hơn hả? Rồi, cảm ơn em. Ê Đạt, Đạt, Đạt. Gì chị? Vụ gì chị? Chị thấy tình hình thì căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Nãy chéo ùm lum la luôn á. Chuyến này có một màn tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà nó bây giờ mà mình người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng bây giờ nó chéo nó bắn từ lưới hết trơn. Mình không được hai nhưng mình được tới bốn lận. Là bốn người về không? Bây giờ không mấy mọi thứ là tùy họ đi chứ mình làm hết sức bây giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Wow. Vỗ tay thiệt lớn nha mọi người ơi. Rồi nam thì mạnh mẽ đi, mình đem quà quá trời thì mình tặng đi. Thả lưới ghê quá, thả lưới ghê thiệt. Dạ cảm ơn. Anh Hòn đây xong. Thông qua anh này nói lên công việc của hiện tại của anh đang làm. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Wow. Dạ con hai phần quà này sẽ đi gửi cho cái tường. Anh Đạt. Trời ơi. Anh gửi anh Đạt. Quà quá trời quà luôn. Chiều nay về nấu thôi. Đang có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. Cảm ơn. À. Có một phần cơm. À. Có một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. À. Hay ha. Nè. Anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Rung quá. Rung quá hả? Sao rồi? Hồi hộp. Nó rất nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ có thấy giống như mình muốn không? Cũng khoảng 60%. 60% vậy là tốt rồi. Dạ. Em thấy thấy cũng rung quá. Không biết nói gì. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ. Giọng nói cũng ấm áp. Dạ, em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn. Hai người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang. Xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người chẳng nào đó? Là một người thôi. Là một người. Dạ. Đấy, phải rõ ràng chứ nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa. Dạ. Em hiền đúng không? Dạ. Thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc đó. Mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết. Mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó. Đó là cái anh không thích chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi. Khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ, thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi sẽ bé sẽ nói ra, rồi như vậy hả? Thì thôi bây giờ đừng buồn nữa nha, rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha, rồi về là hết buồn nha. Hòn thì sao? Đóng một vai trò mình như một người bạn của bé, để nói chuyện với bé thì có thể sẽ dễ hiểu được cái câu chuyện tại sao mà bé lại buồn hay là tại sao bé lại khóc. Từ khi mà mình biết được câu chuyện của bé thì có thể nói chung như là giúp bé hoặc là cho bé một lời khuyên chơi để cho nó giải tỏa tâm lý. Rồi muốn nói tâm sự gì đó cuối cùng đó 30 giây. Đó, nhiều khi gần dòng điện nó bị chạc. Em khóc từ 5 giờ sáng để em làm hai cái món. Đó, bởi vậy ta tiến ngủ nha. Cứ vậy 5 giờ sáng. Ê cho tôi hỏi thăm câu sao cái bánh lớn cái bánh nhỏ vậy? Em đem hai cái bánh bằng nhau nhưng mà do không có tìm được cái đĩa bằng nhau nên mày hỏi. Bậy, tôi nhìn tôi thấy hai cái bánh, cái bánh bự. Có một cái lời nhắn nhủ gì á, vậy ha. Em thấy có một lời nhắn nhủ tôi gì đó. Không ai tinh tế đi bằng tôi đâu. Nè, đợi tới em tới với Hiền qua tặng quà. Đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi trong đó là có cái lời. Cái này là cái vòng tay. Nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Dạ.
em tặng anh. Cảm ơn. Được, cái này là cái gì? Cũng là cái vòng tay. Em cũng mong là nó sẽ đem lại may mắn cho em. Chứ không phải vòng tay là trói tay người ta. Dạ. Cái này cái vòng tay chứ không phải còng tay gì hết. Cái vòng tay. Rồi. Giờ xác định mục tiêu nè. Rồi, tôi né ra gần bên nè. Dạ, chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu núp yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Yeah. Đeo vô, cộng lớn. Em đẹp em. Cảm ơn. Ăn đi. Trời ơi, ta làm từ 5 giờ sáng. Chắc là cho em xin phép hỏi hai bạn đi. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng để rồi. Mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi, rồi 5-3 bữa, nửa tháng hay là 6 tháng, 1 năm. Dạ. Tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu. Dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn. Dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa gì mình đã muốn là bạn phải về ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng. Ừ. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Cơ hội chương trình mang đến cho chúng ta có mỗi người có hai cái cơ hội. Vậy chúng ta hãy nắm bắt và kiểm tra xem mình có chọn được cái cơ hội nào trong này hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đồng ý không? Đây là khúc bắt đầu nè chị. Bây giờ tôi cho đặc quyền ưu tiên hai người bạn trai, mỗi người sẽ được nắm tay cả hai cô gái luôn để cùng cảm nhận. Rồi mời Tùng. Tại vì hôm nay ở dưới phụ huynh á là có thích chồng chéo nhau cho nên Tường mới cho cái điều này. Đấy, rồi đấy em. Rồi hồi nãy nắm rồi, nắm hoài. Hồi nãy có nắm rồi. Dạ chưa. Chưa hả? Dạ chưa. Mà cái đó đem vô mà không có nắm hả trời. Không có kịp. Chụp. Trời ơi, nó sợ nó mất phần. Dạ, rất là ấm áp. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi, đã tước quyền của em. Rồi, tới họ. Cảm ơn. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng? Khúc này là khúc lấy điểm nè trời. À. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi. Em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ thì em đọc thơ biết. Đi, đọc thơ đi cho nó lạ. Ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hay. Ê, nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Phổ nhạc quá. Đọc thơ mà ta phổ nhạc vô hay quá. Thôi được rồi, bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt, sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nha. Và bây giờ ghép đôi thần tốc. Cái khúc này mới là khúc
cao trào nhất, quyết định nhất, đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật, khoảnh khắc quyết định. Năm, bốn, ba, hai. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yêu núp yêu đuối, nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Một, đã có màu. Rồi hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. À, xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đứng à. Còn mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn á. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi, còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sao đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Dạ. Mình cũng ra đây chứ. Rồi đây. Mình cũng ra đây luôn. Không sao cả. Mình trở lại tiếp tục tìm một nửa của mình. Nói với lại hai cặp đôi mà không được ghép đôi, em không có lời để nói. Nhưng mà em hỏi anh Hòn, tiếp coi sao anh Hòn chọn Hiền. Có lẽ em thấy cái cảm nhận của mình thì em thấy bạn Hiền thì sống tình cảm hơn, yêu điệu có thể hơn, phải không? Có thể học, Xuân học có vẻ hơn. Mạnh mẽ quá. Xuân thì Xuân thì một cái gái rất là mạnh mẽ và có nhiều cái phong cách rất là dứt khoát. Và có thể chưa có cái ấn tượng và cảm nhận đầu tiên. Cảm xúc của Xuân như thế nào? À, dạ em đến cái chương trình này em rất là vui. Mình chưa có cặp. Dạ. Nhưng em cũng chúc cho cặp đôi nắm tay nhau, trời ơi, nắm tay sẽ tiến sâu hơn. Rồi, cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và bây giờ thì sẽ đến